Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình nấu lẩu Thái rồi mọi người. Lẩu Thái thì hôm nay mình có mua một con cá diêu hồng nè. Để tí xíu nữa mình phi lê cái thịt ra, mình mua con cá hơi lớn lớn để mình phi lê ra cho nó được nhiều thịt. Rồi với lại mình có mua thêm một ít mực. Hôm nay mực rất là tươi luôn. Mua thêm một ít mực là mình cũng làm sạch hết rồi. Với lại thêm một ít thịt bò nữa. Thịt bò thì mình cũng sắt rồi, mình rửa sạch, mình để ráo hết rồi. Rồi cái này là gia vị, có gói lẩu Thái, rồi sả, ớt, tỏi với lại cái rau nêm nè. Có một ít cái nấm rơm nữa, rồi cà chua với lại khóm nấu cho cái nước nó ngon. Rồi cái rau trụng thì hôm nay mình có cái bồn bồn nè. Bồn bồn này rất là non, hôm sáng mình mua được bồn bồn rất non. Rồi rau muống với lại rau cần nước. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu mình sơ chế cái cá với lại cái sắt cái mực ha. Cái rau mực mình cũng làm sạch hết nè. Mình cắt cái con mắt với lại mình lấy cái này ra để cho mình trộn vô nó không bị đen. Khóm này mình sắc miếng miếng gì nè, chứ mình không có xay, để mình ăn luôn cái khóm, chứ mình không có xay nước nè. Nấm thì cái nào bự thì mình sắc ra làm đôi. Mình thử cái dầu với tỏi này cho nó thơm xong rồi mình bỏ cái miếng rơm cho mình xào thơm. Nãy mình chế cái dầu hơi nhiều, giờ bỏ luôn cái miếng tỏi nhỏ phi lại. Mình xào sơ cái khóm với lại cà chua. Rồi mình xào sơ cho nó thơm thôi. Mình bắt đầu mình bắt nước lên cho nó sôi rồi mình bỏ vô. Mình có nấu sẵn cái nồi nước rồi nè mọi người. Cái nồi nước bây giờ mình bỏ cái gói lẩu Thái vô. Bỏ cái gói lẩu Thái vô.
gói này thì nó cũng có cái độ chua và em bỏ thêm một miếng me. Me. Cái xả này mình đập dập rồi mình cắt khúc rồi bây giờ mình bỏ vô. Để cái khóm vô trước. Bỏ cái khóm vô trước tí xíu để cho nó ngọt nước rồi mình đem. Mình đem vô một chút đường. Với lại tí bột ngọt. Tí nữa mình thử coi nó có mặn thì mình ý có tí nữa thử coi nó có lạc thì mình nêm chút muối. Thường cái gói này nó có cái vị mặn. Cho nên là mình phải thử nước trước rồi mình mới nêm. Giờ cái cà chua mình bỏ vô luôn. Cái dầu chén. Giờ nãy mình bắt nước, mình không có thử cái dầu tỏi này cho nên là không có phi tỏi trên đây. Nên là mình chán cái nước này bỏ xuống cho nó thơm cái tỏi. Cái nước xào nấm này nè, nhìn thấy nó hơi đục cho nên thôi mình không bỏ vô. Mình bỏ cái nước của khóm với cà chua. Còn cái nấm cái nước của xào nấm này nó hơi đục thôi, khỏi bỏ. Đó, đầy nồi. Giờ mấy cái này nó cũng chín hết rồi cho nên là mình nêm bỏ cái đồ nêm vô nữa là xong. Giờ xong, tí nữa mình ăn thì ăn tới đâu mình chụm tới đó. Mình mới sang qua cái nồi này để mình quay nè. Nên mình bỏ vô một tí ớt. Bỏ vô một chút ớt. Bỏ thêm miếng rau. Thêm một miếng rau nêm. Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của cô Điệp Hút nha. Hôm nay thì mình nấu lẩu Thái cũng xong rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình bắt đầu ăn nha. Mình chưa có trụng cái nước lẩu Thái mình mới nấu xong mà chứ mình chưa có trụng. Giờ mở sôi lên. Hôm nay thì mình có cá diều hồng phi lê, mực với lại cái gì? Thịt bò. Chứ không có tôm hay là chả gì hết. Rồi rau thì hôm nay mình có cái bồn bồn nè. Bồn bồn rồi rau cần với lại rau muống vô đó thôi. Rồi bỏ cái mực vô. Xôi. Rồi cái nước lẩu Thái quá thơm. Ngồi đây nó nằm lên nó lỗ mũi. Mình chỉ trụng cái mực với lại cái cá thôi. Còn cái thịt bò là mình tí nữa mình ăn tới đâu rồi mình bỏ vô trụng tới đó rồi mình dắt ra liền chứ để thôi nó thịt nó cứng. Bữa nay là 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Cho nên là mình quay ban ngày mọi người, tại bữa nay chồng mình được nghỉ đó. Cho nên là hôm nay là quay ban ngày, quay buổi sáng. Nấu buổi sáng thì ăn luôn nè. Đó bây giờ trụng vô đó, mở lửa cho nó sôi. Ủa nhìn mấy cái nấm này ngon quá, hôm nay mình sẽ ăn với bún mọi người. Có thêm cái dĩa bún nè. Sáng mua miếng bún nè. Có nấu cơm nữa mà không có ăn cơm, bún. Cho nó sôi lên nó chen vô được. Thơm quá. Cá này nó cũng nhanh chín mọi người, mình phi lê cái thịt hết rồi để vô rồi chút xíu là nó chín rồi nha. Hôm nay lễ mọi người có đi đâu chơi không?
lễ mình không đi đâu chơi chứ mọi người, đi ở vòng vòng Cà Mau thôi chứ không đi đâu hết trơn, kiểu có hội chợ rồi có hội bánh đâu mọi người, thì đi vô chơi vậy thôi, chút vậy thôi rồi đi về chứ không có đi đâu chơi xa hết trơn. Một phần á là cũng sợ dịch đó mọi người, với lại đi xa cũng mệt nữa, mấy đứa nhỏ mệt chứ, cho nên là không có đi. Rồi dịch nó đang có cho thấy nhiều, cho nên là lễ sợ đông người á, rồi đi có gì mất công. Mất công người lớn bệnh á thì cũng không đến nỗi đi, còn con nít bệnh á tội nghiệp, thử cái miếng nước lẩu nha. Cái bịch này nó có cay rồi nhưng mà mình cũng có bỏ vô miếng ớt nè, một chút chín rồi. Giờ thì mình mời mọi người cùng với mình nha. Trời ơi. Ủa mực nó giòn nó ngon nè, giờ chan cái nước vô cái bún mới được. Bún ăn không nó khô lắm. Thêm nấm gơm. Cá cũng chín rồi. Trụng quá, bòn bòn vô. Rau muống ngon quá chừng luôn. Cách này đi chợ mình thấy cái rau muống này nhiều nè, mà nó non nữa, chắc nó có mưa ít á, cho nên là nhìn nó non. Lúc hôm trước thì nó không có mưa cho nên là cái rau muống này nó không được ngon. Lỡ cầm cái này nó bị gãy cá rồi. Giờ mình dắt cá mình ăn. Cá này mọi người. Ôi. Cá này ngon quá, thịt không à. Ngon. Bữa nay mình quay mình mở cửa cho nên là nhà bên kia nói chuyện lớn quá. Bên ngoài mở cửa. Nhà khuyến khích nhau mọi người, cho nên là nói chuyện là nhà bên đây nói chuyện là nhà bên kia nghe hết. Chứ không phải như ở quê mà mình nhà mình hơi cách xa xa nhau thì mình nói chuyện còn ít có nghe. Ngon quá. Cái nước lẩu á là mình chỉ thêm cái đường với lại bột ngọt thôi chứ mình không có thêm muối luôn á, tại vì nó có cái hậu mặn vậy lắm. Cái nói này nè, thớm nè, mình cắt thớm để ăn nguyên miếng luôn. Người ta nấu nhiều á, nấu đá rồi mọi người, thì người ta hay bằm da là người ta xay á. Ta xay lấy nước. Cá này nãy bỏ hơi nhiều rồi. Ừ.
bò là cái nước sôi rồi mình nhúng nhúng vô đây là xong, mình nó tái tái mình ăn. Chứ mình để luôn đó cái đầu á mình không có gắp lên kẹp hết á, cái nó kiết mình không thích ăn gì. Cái tái gì là ăn được. Cái món này mà ai mà không đi chơi lễ mà ở nhà chỉ ăn lễ ở nhà thôi, chắc nhiều người thường xuyên nấu này lắm. Nhiều người nấu cái món lẩu thái này cũng lâu rồi mình không có nấu lẩu thái à. Trời ngày ăn lẩu chỉ có chảy mỡ. Bình thường á mọi người, ở nhà mình á lễ ít đi chơi lắm. Thậm chí nhiều khi đi chơi mà ở vòng vòng chợ thôi cũng ít có đi ngay lễ nữa. Tại vì lễ lúc nào cũng đông hết trơn á, cho nên là không có đi. Đi á thì đi ngay mấy cái ngày thường á, bữa nào rảnh thì đi giờ chứ không có đợi lễ đi. Giờ gấp ra bớt cái này, gấp ra để trụng cái khác vô. Gấp ra trụng cái khác. Bồn bồn là quá ngon, sáng nó mình mua là nó non dữ luôn á. Mà người ta cắt hết trơn mà còn có cái khúc non không, cái khúc vàng người ta bỏ hết rồi. Một ký mình mua là 40 ngàn, ở chợ bán một ký là 40 ngàn. Lẩu thái này nè, mỗi người có cách nấu riêng, mọi người nấu gì người nấu khác mà theo cái khẩu vị của mình thôi. Người nấu gì đây, người nấu khác. Chứ không có khi cũng không có ai nấu giống như ai hết trơn. Bỏ cá vô, cá ngon quá. Cá vỉa lê xương ra rồi, xương thì cái nào xương ra xương, cái nào thịt ra thịt rồi đó mình ăn không có sợ mất xương. Quá ngon. Bồn bồn lúc này mình thấy ít bán rồi đó mọi người. Bán ít lại lắm, trước bán nhiều lắm. Chắc nó muốn qua mùa hay sao. Mình cũng không biết là cái mùa của nó là tháng mấy nữa. Mình không biết. Lúc thấy bán nhiều thì mình biết là tới mùa thôi. Chứ không biết khoảng tháng mấy. Là như gần Tết thì vừa qua Tết là mùa hay sao á, mình nghĩ là vậy. Cái mực cũng ngon thật sự luôn mọi người. Ngon quá. Tươi xanh.
không biết mọi người làm sao nha, chứ mình ăn mà mình ăn nước lẩu này là mình rất là thích hấp cái nước. Nhiều khi ăn một chén bún mà hấp tới mấy chén nước. Hôm nay mọi người lễ á, là bữa trước là tính chở mấy đứa nhỏ đi vườn dâu hay là vườn nho gì ở gần chỗ mình cũng có mấy cái vườn đó. Rồi xong rồi mấy con sinh thái gần gần nè. Nhưng mà mọi người biết sao không? Con mình nó thằng trai á, nó gần thi học kỳ 2 rồi. Cho nên là không có cho nó đi được, sợ nó đi nó bệnh á, tại nó hay bị bệnh. Giống như là đi bị nắng hay là kia á, làm hay là chơi mà tắm hồ bơi cái gì đó, nước là nó dễ bị bệnh lắm, cho nên là mình không cho nó đi, đợi nó thi học kỳ xong rồi là mới cho nó đi chơi. Là lễ cũng ở nhà luôn. Có bữa trước thôi dẫn mày đi mấy cái hội bánh với lại hội chợ đủ gần đây nè. Thì đi chơi vậy đó thôi chứ không có cho đi chơi chỗ khác nữa. Đợi thi xong. Hứa dẫn là thi học kỳ hè đó. Hè xong á thì cho đi biển chơi á. Hứa là chắc hè này là cho đi. Chụm miếng gạo cần vô. Hồi nãy gạo cần này nè mọi người, mình để vô cái xịa nè, cái nó nằm ở dưới á, cái mình làm biến sóc lên mình cắt, cho nên là bây giờ mình nhắc vô. Mình làm biến cắt lúc đó sóc lên nữa. Thôi ăn tới đâu rồi nhắc tới đó đi. Cũng mình ăn không mà chứ đâu có ai ăn đâu. Mọi người thấy đó, mình ăn chụng chụng nè, mình hay mua cái gạo cần á, tại mình thích ăn cái gạo cần này nè. Ngon. Bỏ cái thịt bò vô. Cái dưa hồng sáng mua quá bự luôn, còn tới hơn ký, ký 1, ký 2 thì nó quên. Nên nó thịt nhiều. Mình phải mua con bự, nó có thịt nhiều, mình phi lê ra nó mới ngon. Còn mà ấm ớm phi lê ra có thịt gì đâu. Ngon quá. Nãy giờ mình chấm nước mắm mặn á mọi người, quên dơ cho mọi người coi. Nước mắm mặn là cắt mấy miếng ớt vô. Ăn mà chảy mỡ mọi người. Nắng không? Giá này là nó hắt vô. Nó hắt nắng vô. Bởi hả? Bình thường là mình đóng cửa cho nó đỡ nắng. Thả lửa. Ủa tắt cái lò rồi mà nó còn sôi luôn mọi người. Cái sò hỏng này nè, nó giữ nóng.
Bởi người ta nấu mì cay á, ta nấu mì cay người ta bán là ta nấu bằng cái son này không à, để đem ra cho khách ăn á, nó còn nóng. Ngon quá. Hôm nay thì mình quay đến đây thôi mọi người ơi. Nếu như mọi người xem video của mình rất là thích thích thì cho mình một like với lại một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.